Ngày 21 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như đã có mặt tại buổi họp báo đầu tiên và chính thức ở sân vận động Eden Park, thành phố Auckland. Tuyển nữ Việt Nam với quá trình chuẩn bị kỹ càng đã sẵn sàng chơi trận đấu lịch sử của mình. Giới truyền thông đã đặt nhiều câu hỏi với huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng như tuyển thủ Huỳnh Như. Xin trả lời một số câu hỏi của FIFA và của tất cả mọi người. Cái cảm xúc của tôi và tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, chúng tôi rất là vinh dự. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ chúng tôi được bước chân vào cái giải chơi của bóng đá nữ thế giới World Cup. Và nói là rất là vinh dự, tự hào với chúng tôi, với người hâm mộ bóng đá trong cả nước chúng tôi. Và tập thể chúng tôi đến đây, chúng tôi thi đấu với mục đích giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm. Đây là đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi thì còn rất là non trẻ.